G-Dragon tên thật là Kwon Ji-yeon, anh ra mắt với vai trò là trưởng nhóm nhạc Big Bang cùng với 4 thành viên khác. Kể từ khi ra mắt, anh đã tham gia vào sản xuất album, sáng tác và phối khí một số ca khúc trở thành thương hiệu của nhóm như Lies, Last Farewell, Haru Haru. Bản thân anh cũng đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ từ các hoạt động solo cho đến sản phẩm kết hợp cùng thành viên trong nhóm. G-Dragon nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả cũng như giới giải trí nhờ tài năng, nhân cách và những đóng góp của mình trong nghệ thuật. G-Dragon có thể nói là một cái tên vô cùng quen thuộc, không chỉ riêng khán giả Hàn Quốc mà còn lan tỏa rộng rãi trên khắp thế giới. Và anh được biết đến với vai trò là một ca sĩ, một nhạc sĩ, một rapper, một doanh nhân và một nhà sản xuất âm nhạc, một biểu tượng thời trang lớn trên khắp thế giới. Và anh đã để lại những dấu ấn đậm nét trên những lĩnh vực mà mình tham gia, được coi là một biểu tượng thời trang, một tượng đài của âm nhạc Hàn Quốc. Từ thực học sinh đến thủ lĩnh Big Bang. Sinh ra và lớn lên tại Seoul, Kwon Ji-yeon đã bắt đầu sự nghiệp từ năm 8 tuổi khi gia nhập nhóm nhạc nam Little Rura. Tuy không phải là nhóm nhạc thần tượng nhưng Little Rura đã tham gia rất nhiều live show trong thành phố và có bản hit riêng là An Angel Without Wings. Sau khi phát hành album Giáng sinh, nhóm đã bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Điều này khiến cậu bé khi ấy rất sốc, thậm chí còn nói với mẹ rằng anh không muốn trở thành ca sĩ nữa. Nhưng sau đó, chàng trai trẻ sớm gác lại cú sốc đầu đời và tham gia cuộc thi nhảy do SM Entertainment tổ chức. Chiến thắng bất ngờ đã giúp G-Dragon khi ấy là Kwon Ji-yeon trở thành thực tập sinh nhỏ tuổi nhất SM và bắt đầu hành trình 5 năm làm thực tập sinh, từ 8 tuổi cho đến 13 tuổi. Năm lên 10, Ji-yeon tình cờ biết đến nhóm nhạc Wu-Tang Clan và bắt đầu say mê rap. Trong lúc còn chưa tìm ra định hướng cho bản thân, anh đã gặp nhóm hip-hop People's Crew. Dưới sự dẫn dắt của nhóm, anh tham gia album mang tên 2001 Korea Hip Hop Flex. Sau đó, Ji-yeon xuất hiện trước công chúng với tư cách là thành viên mới và là nhạc sĩ của nhóm People's Crew. Shen, thành viên nhóm Jinu Shen thuộc YG Entertainment đã tiến cử Ji-yeon với giám đốc công ty chủ quản của mình là ông Jan Hoon-suk. Ông Jan ngay lần đầu gặp anh đã bị thuyết phục bởi khả năng đọc rap và phong cách thời trang vô cùng ấn tượng. Đích thân vị giám đốc này đã thuyết phục Ji-yeon từ bỏ SM để đầu quân cho YG Entertainment. Anh và người bạn thân Yeon-bae, về sau là Taeyang của Big Bang đã thành lập bộ đôi GDYB, nhưng sau đó cặp đôi lại ra mắt với tư cách là một nhóm 5 thành viên và 3 thực tập sinh khác gồm Top, Daesun và Suri. Bản thân G-Dragon cũng trở thành thủ lĩnh của Big Bang năm 18 tuổi. Chàng trai Ji-yeon đã trải qua hơn 10 năm ròng rã, đánh đổi mồ hôi và nước mắt trên sàn tập để đến với cái tên G-Dragon. Vậy nhưng con đường cùng với Big Bang cũng không hề dễ dàng. Đằng sau vẻ ngang tàn là một người đội trưởng luôn tận tâm, G-Dragon chính là người gắn kết và dung hòa những cái tính mạnh mẽ để cùng nhau thành công. Thành công trên con đường hoạt động độc lập. Bên cạnh thành công của Big Bang, G-Dragon đã thực sự tạo nên đế chế vững mạnh khi những sản phẩm âm nhạc của anh luôn khiến các bảng xếp hạng âm nhạc dậy sóng. G-Dragon đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp solo của mình với album Heartbreaker vào mùa thu năm 2009. Album này đã mang đến thành công lớn cho G-Dragon, đạt doanh số hơn 150.000 bản và đoạt giải album của năm tại lễ trao giải Mnet Asian Music 2009, đồng thời thể hiện được sự đa dạng của G-Dragon với nhiều phong cách âm nhạc như hip-hop, R&B, rock và dance. Tiếp nối thành công từ album solo đầu tay, G-Dragon tiếp tục có sự kết hợp với Top để phát hành album tiếp theo là GD and Top thông qua hãng đĩa YG Entertainment một năm sau đó. Trước ngày phát hành, hai người đã có buổi ra mắt album hoành tráng tại quảng trường thời đại ở quận Yeongdeonbo của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Buổi ra mắt này cũng được các nhà đài phát sóng trực tiếp trên YouTube. GD and Top có số lượng bán ra đầy ấn tượng, lên tới 130.000 bản và tăng thêm 33.276 bản vào một năm sau đó. Tính đến cuối năm 2014 thì doanh số của album này đã đạt 200.000 bản. Tháng 8 năm 2012, G-Dragon phát hành album One of a Kind, xô đổ kỷ lục của Heartbreaker đã trở thành album bán chạy nhất của một nghệ sĩ solo ở Hàn Quốc. Ca khúc That XX trong album One of a Kind của G-Dragon từng đứng đầu các bảng xếp hạng và đạt danh hiệu Perfect on Cue. G-Dragon cũng bắt đầu chuyến lưu diễn One of a Kind World một năm sau đó, trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên tổ chức tour tại sân vận động mái vòm lớn nhất tại Nhật Bản Tokyo Dome và là nghệ sĩ solo thứ hai của Hàn Quốc có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Riêng kinh phí tổ chức đã gần 4 triệu đô la, khiến chuyến lưu diễn này có quy mô lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc vào thời điểm đó. Buổi biểu diễn đã được tổ chức tại 8 quốc gia, 13 thành phố với tổng số 27 buổi hòa nhạc và quy tụ được 570.000 người hâm mộ. Tháng 9 năm 2013, G-Dragon phát hành album mang tên Coupes d'Etat, sản phẩm mới đã mang về cho anh danh hiệu nghệ sĩ châu Á có thứ hạng cao nhất tại bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu trên iTunes. Thành công của Coupes d'Etat giúp cho G-Dragon giành được 4 giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards lần thứ 15, bao gồm nghệ sĩ nam xuất sắc nhất, video âm nhạc hay nhất cho Coupes d'Etat, màn trình diễn nhảy xuất sắc nhất cho group và giải thưởng quan trọng nhất chính là nghệ sĩ của năm.
Tính đến tháng 6 năm 2014, album đã bán ra 5,5 triệu bản kỹ thuật số. Đến tháng 9, lượng đặt trước của Hàn Quốc cho bản CD của album này đã vượt 300.000 bản. Tại nước ngoài, Code Diatas ra mắt đã đạt vị trí 182 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với con số 2.000 bản. Album này cũng đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Oricon tại Nhật với số lượng 11.150 bản trong tuần đầu tiên. Đến cuối năm 2014, anh cùng Tae Giang hợp tác phát hành đĩa đơn Good Boy, ca khúc sau đó đã đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng World Digital Songs của Billboard. Thành tích này đưa họ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc thứ 3 làm được điều này sau Psy và 2NE1. Ca khúc này đã đạt hơn 1 triệu bản được tiêu thụ tại Hàn Quốc. Năm 2016, G-Dragon nằm trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi có ảnh hưởng lớn nhất châu Á trong lĩnh vực giải trí, thể thao. Anh đã có 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự từ 2017 đến 2019. Trong khoảng thời gian này, công ty chủ quản là YG Entertainment cho biết G-Dragon đang thực hiện album mới. Anh cũng được thông báo sẽ tổ chức buổi biểu diễn tại sân vận động World Cup Seoul, sau đó sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn mang tên Act 3, Mokte và chuyến thăm ít nhất 19 thành phố trên thế giới. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, G-Dragon chính thức xuất ngũ, chào đón anh là khoảng 3.000 người hâm mộ cùng truyền thông Hàn Quốc chờ đợi bên ngoài khu quân sự. Cảnh chào đón nồng nhiệt đã khiến nam ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc. Ngoài những dự án kết hợp cùng với những thành viên trong nhóm, thì G-Dragon còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn và đều đạt được những thành công lớn. Một số thành tựu khác trong sự nghiệp của G-Dragon. Anh tham gia chương trình Infinite Challenge với Tae Giang vào năm 2015, cho ra đĩa đơn Mapsosa, ca khúc đứng vị trí thứ 2 trên Gaon Digital Chart. Ngoài ra, tháng 9 năm 2014, G-Dragon cộng tác với nhà chế tác đá quý Joe Tae Fook và cho ra mắt bộ sưu tập riêng mang tên anh. Đến năm 2015, G-Dragon khai trương một triển lãm nghệ thuật mang tên là Peace Minus One, Beyond the Stage. Đây là nơi trưng bày của hơn 200 tác phẩm nghệ thuật của 12 nghệ sĩ trong và ngoài Hàn Quốc như Oh Sang-kwon, Michael Scoggins, Sophie Clemens, James Close. Con số thời trang Nike Air Force One x Peace Minus One Paranoid. Mới đây nhất, G-Dragon đã hợp tác với Nike cho ra mắt mẫu giày Air Force One Low G-Dragon Peace Minus One Paranoid. Mẫu giày của anh không chỉ nhận được sự chú ý của công chúng mà rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng vô cùng săn đón. Đây thực sự là trở thành cơn sốt thời trang khi sold out trên toàn thế giới chỉ trong vài phút. Anh còn đặc biệt thiết kế mẫu giày dành riêng cho bạn bè và người thân, phiên bản dành riêng cho Dara 2NE1 khác với những đôi có dấu swoosh vàng bình thường khi của cô được kết hợp giữa hai màu vàng và trắng, gót giày viết tên cô và đế giày có dòng chữ đặc biệt. Không chỉ Dara, Top Big Bang cũng chia sẻ hình ảnh một phiên bản Nike Air Force One vô cùng lạ mắt với họa tiết hoa lá nữ tính. Thiết kế này được Nike dành riêng cho G-Dragon trước đó một vài năm và có tên là Flower Row. Điều đó có nghĩa Top là người thứ hai sở hữu mẫu giày đặc biệt này. 30 tuổi, trải qua 22 năm trong sự nghiệp, là một huyền thoại K-pop với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, với nhiều bản hit sau nhiều năm vẫn giữ được sức nóng. Có thể nói, G-Dragon sau nhiều năm đã khẳng định được vị thế của mình. Đó chính là ngai vàng rực rỡ của K-pop mà khó ai có thể xoán ngôi. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!